Ôi rồi, thanh niên hoi vẫn chưa dậy đấy à? Chị Đông, chị về từ bao giờ đấy? Trốn về tối qua, sang rồi em đi chạy đấy. Ok, chờ em tí. Thằng, anh gọi từ nãy thì nó cứ lèo nhèo không dậy. Em sang một cái nó bật dậy như tôm. Bây giờ nó nghe lời em hơn cả anh rồi đấy. Chuyện mà ông bảo đâu anh? Bù Nam chưa kể cho em nghe à? Bà Châu lên tận đây dẫn độ nó về rồi. Thê thảm lắm. Ui. Mệt quá chị Đông ơi. Chờ em. Lần sau mà để chị phải đợi nữa. Chết đi nghe chưa? Anh nhờ, em mới chơi có tí mặt thộn hết cả ra. Con gà gô này bây giờ sợ em hơn cả anh rồi đấy. Em trai, sợ chị thật đấy à? Thế từ bây giờ chị nói gì cứ thay mà nghe. Ok nhá. Vâng. Ơ ca, chạy hay là buồn? Chạy thôi. Chạy trước đi, chị không muốn bỏ em lại phía sau đâu. Nhanh lên, chị ăn kịp về trường quá. Mày chạy làm sao được? Lúc nào là chị về đội? Tí nữa, trốn được lúc rồi. Mày lại đây, mày chết mẹ. Mày lại đây. Mày đưa chị mày về nhé. Thôi, mày vẽ chuyện. Lại. Ăn đi, kệ hai đâu. Chị vào đi. Về đi. Lần sau không phải đưa chị như này đâu. Chị đi mình quen rồi. Ôi, cái này chú yên tâm. Dù gì chị cũng là con gái. Em là đàn ông, phải bảo vệ chị chứ. Ừ? Thế cứ là đàn ông là phải bảo vệ hết phụ nữ à? Em chỉ bảo vệ chị thôi. Người khác á, đừng có mơ. Hấp. Em chỉ được bảo vệ người phụ nữ của cuộc đời em thôi. Còn những đứa khác ấy, em phải mặc kệ. Đàn ông mà tốt với tất cả phụ nữ không phải là đàn ông tốt đâu. Thì nhà có mỗi chị là con gái. Em không bảo vệ chị thì em bảo vệ ai? Đùa. Đưa đi có một tí. Được rồi, được rồi. Cảm ơn bé Dũng nha. Người có kinh nghiệm xem phim ngôn tình nói không có sai đâu. Cảm nắng á? Không phải chị, là anh Dũng ấy. Chị đang làm gì đấy? Cà phê không? Muộn rồi, để hôm khác nhá. Chị mệt à? Phải tập nhiều lắm đúng không? Trốn ra ngoài một lúc đi. Thôi, buồn ngủ lắm. À, hôm nay chị vừa thắng đấy. Bỏ công chăm chỉ tập luyện. Thế à? Chúc mừng chị. Cuối tuần về mời đi ăn. Nem chua nướng nhá. Ok, cảm ơn em trai. Chị đã nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của em. Đúng là chị cũng có hình mẫu người đàn ông mình thích. Chính là người đàn ông mà em nói ai cũng mê. Trưởng thành, đẹp trai, nhiều tiền. Thank you.